Giải bóng đá vô địch quốc gia 2020 được dự báo sẽ trở nên hấp dẫn và lôi cuốn hơn với sự đầu tư mạnh mẽ của các đội bóng. Mức độ cạnh tranh được đẩy lên cao, cùng với đó là những sự trở lại rất hứa hẹn của nhiều ngôi sao. Công Phượng có lẽ là một trong những bản hợp đồng được chờ đợi nhất ở V-League 2020. Tiền đạo xuất thân từ Học viện Hoàng Anh Gia Lai đã chia tay câu lạc bộ Sinchiden của Bỉ để trở lại Việt Nam khoác áo câu lạc bộ bóng đá thành phố Hồ Chí Minh. Trong 4 năm qua, Công Phượng đã đầu quân cho 3 đội bóng nước ngoài từ Incheon United tới Gangwon United của Hàn Quốc và rồi tới Sinchiden. Dù không thực sự thành công khi ít được ra sân, kinh nghiệm ăn tập ở các đội bóng nước ngoài, hít thở không khí bóng đá ở những giải vô địch quốc gia có chất lượng chắc chắn sẽ rất hữu ích cho Công Phượng. Trở lại thành phố Hồ Chí Minh, Công Phượng hứa hẹn sẽ giúp đội bóng của ông Chung Ha-seong nâng cao sức mạnh trên hàng công. Anh đồng thời cũng là một trong những cầu thủ có sức hút với đông đảo cổ động viên từ thời còn thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai. Sân vận động Thống Nhất mùa giải tới chắc chắn sẽ đông khán giả hơn. Giới hâm mộ có lý do để chờ đợi Công Phượng sẽ tỏa sáng trong màu áo đội bóng mới, giúp thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành tham vọng mùa giải năm nay. Nguyễn Tuấn Anh là một trường hợp khác được đặc biệt chờ đợi. Năm 2019, tiền vệ Hoàng Anh Gia Lai đánh dấu sự trở lại của mình một cách ấn tượng trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Anh chơi đặc biệt tốt ở hai trận đấu của Việt Nam với Thái Lan tại vòng loại thứ hai World Cup 2022. Lối chơi kỹ thuật và hào hoa của Tuấn Anh khiến giới chuyên môn cũng như người dân mộ điệu bóng đá đều phải tấm tắc tán thưởng. Không có nhiều cầu thủ Việt Nam thoát pressing giỏi như Tuấn Anh. Sự trở lại của tiền vệ Hoàng Anh Gia Lai đã khiến cho tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam trở nên mạnh mẽ cũng như mềm mại hơn. Huấn luyện viên Park Hang-seo từng thừa nhận Tuấn Anh là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam mà ông may mắn được sử dụng. Tại V-League 2020, Hoàng Anh Gia Lai không đặt tham vọng quá lớn. Điều này có thể một phần do thành tích các năm qua của đội bóng phố núi không cao, trong khi niềm vui với bóng đá của Bồ Đức ngày một giảm. Ông Đức gần đây đã không còn thể hiện khát khao nhiều như trước. Tuy nhiên, sự trở lại của Tuấn Anh vẫn khiến Hoàng Anh Gia Lai nhận được nhiều sự chú ý. Theo đánh giá của giới chuyên môn, đội bóng Phú Núi có lực lượng nội binh tốt hơn nhiều so với các đối thủ khác ở V-League. Hoàng Anh Gia Lai chỉ cần khắc phục hạn chế về ngoại binh thì có thể đủ thực lực thách thức bất kỳ đội bóng nào. Những biến động trên băng ghế huấn luyện là một vấn đề khiến cho Hoàng Anh Gia Lai trở nên thiếu ổn định về lối chơi. Có cảm giác sau khi trình làng lứa 1 của Học viện, Hoàng Anh Gia Lai mất phương hướng về lối chơi khi chia tay huấn luyện viên Grachen. V-League cũng trở nên hấp dẫn hơn khi lúc này nhiều cầu thủ đang là những thần tượng trong mắt giới hâm mộ. Quang Hải sau thời gian dài sa sút phong độ vì phải cày ải quá nhiều cũng được chờ đợi sẽ trở lại với phong độ cao hơn. Do việc mất quyền thi đấu ở đấu trường châu lục, đội bóng của Bầu Hiền sẽ có điều kiện tập trung nhiều hơn cho các giải bóng đá quốc nội. Về mặt cá nhân, Quang Hải chính là thỏi nam châm với khán giả của câu lạc bộ Hà Nội. Sự tỏa sáng của anh sẽ đảm bảo cho sân hàng đẫy hút cổ động viên hơn. Cùng với các ngôi sao, V-League năm 2020 cũng hứa hẹn sẽ rất sôi động với sự chuẩn bị tích cực của các đội bóng. Sau thất bại trước câu lạc bộ Hà Nội trong cuộc đua tới ngôi vô địch mùa giải trước, thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường rất mạnh lực lượng. Ngoài Công Phượng, họ còn đưa về sân Thống Nhất những bản hợp đồng mới như thủ môn Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Võ Huy Toàn hay Lê Văn Sơn. Sự chênh lệch về lực lượng cũng giảm đi khi Sài Gòn FC được chuyển sang chủ sở hữu mới, khiến cho cuộc đua tranh trở nên cân bằng và công bằng hơn.